Thì Nhung và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam với các tin tức liên quan đến Việt Nam và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam là bản tin thuộc hệ thống của đài truyền hình VIETV từ thành phố Garland, tiểu bang Texas. Trưa thứ Tư ngày 30 tháng 8 năm nay, cộng đồng đa văn hóa và các sắc tộc địa phương phối hợp với siêu thị Hiệp Thái tổ chức bữa ăn thân mật tại nhà hàng đồng quê lúc 12 giờ trưa. Mục đích của buổi gặp gỡ tạo sự thân thiện đoàn kết giữa cơ quan chính quyền địa phương, các đại diện dân cử và các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình Việt Nam. Tiếp theo truyền thống 2 năm đã qua, cộng đồng đa văn hóa và các mạnh thường quân như siêu thị Hiệp Thái, Thuận Phát, Cali Sài Gòn Mall, Cindy's New York Restaurant của ông bà Trần Quang Hồng tổ chức ngày cảm ơn cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và gia đình. Năm nay đặc biệt 300 phiếu ăn từ Dickie's Barbecue dành riêng cho cơ quan cứu hỏa. Cô Nga thay mặt cho gia đình siêu thị Hiệp Thái đã trao tặng cho đại diện công ty cứu hỏa Garland. Hiện diện trong bữa ăn trưa thân mật, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của hai dân biểu tiểu bang, bà Angie Chan Button, bà Burkett Cindy, thị trưởng thành phố Garland Douglas Arthas, nghị viên đơn vị 6 Garland Robert Vera, đại diện cảnh sát, cơ quan cứu hỏa cùng các cơ quan liên hệ thành phố Garland. Đặc biệt có sự hiện diện của bà Mona Woodard, người nhận trách nhiệm thành phố giám sát tiến trình tu sửa trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, đã được thành phố Garland chuẩn thuận ngân khoản 80.550 đồng. Chính phủ Việt Nam chờ phán quyết về vụ Trịnh Vĩnh Bình. Thưa quý vị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng trả lời báo Tuổi Trẻ trong nước tại cuộc họp báo vào chiều ngày 30 tháng 8 rằng Việt Nam đang chờ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tại Paris về vụ ông Trịnh Vĩnh Bình, một công dân Hà Lan gốc Việt, kiện chính phủ Hà Nội đòi bồi thường 1 tỷ 250 triệu Mỹ Kim. Đây được cho là lần đầu tiên chính phủ Việt Nam chính thức lên tiếng về vụ xử kéo dài từ ngày 21 đến 27 tháng 8 vừa qua tại Paris của Pháp Quốc. Đài Á Châu Tự Do có tường thuật liên quan về phiên xử. Tin cho biết cả hai phía nguyên đơn và bị đơn đều đang chờ đợi phán quyết của tòa và không được thông tin gì. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam nói rằng quan điểm của Hà Nội là tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị tư pháp biên giới Việt Nam-Cambodia. Hội nghị tư pháp về biên giới Việt Nam-Cambodia được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam vào ngày 29 tháng 8. Hội nghị do Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam ông Lê Thành Long đồng chủ tọa với người đồng cấp Cambodia ông An Vong Vathana. Ông Long nói rằng sau khi bản ghi nhớ về hợp tác tư pháp giữa hai nước được ký vào năm 2009, đã có nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao của hai viên chức và các chuyên gia của hai bên. Nhiều thỏa thuận về trợ giúp tư pháp và dẫn độ đã được ký kết. Ông Long cũng nói rằng các tỉnh biên giới của Việt Nam đã nỗ lực tuyên truyền pháp luật cho dân chúng, giải quyết những bất đồng giữa người Việt và Cambodia sống ở khu vực biên giới. Trong bản tin tiếng Anh của báo chí nhà nước Việt Nam nói rằng, hơn 100 đại biểu tham gia hội thảo thúc giục hai nước hoàn tất các thủ tục trao đổi tội phạm hình sự qua biên giới mà hai bên đã ký kết vào tháng 12 năm ngoái. Việt Nam và Cambodia vẫn đang hoàn tất việc phân định đường biên giới trên bộ và trên biển giữa hai nước. Việc này đôi khi bị phe đối lập tại Phnom Penh chỉ trích là chính quyền Cambodia hiện nay nhân nhượng Việt Nam. Tù nhân chính trị Lê Thanh Tùng bị chuyển trại đột ngột. Thưa quý vị, tù nhân chính trị Lê Thanh Tùng bị chuyển đi khỏi trại giam 3 sao ở tỉnh Hà Nam đến trại 5 ở Yên Định, Thanh Hóa hơn cả tháng, nhưng thân nhân không hề được thông báo. Nhóm người bảo vệ nhân quyền vào ngày 30 tháng 8 loan tin cách đây một tháng, bà Nguyễn Thị Thơm, vợ của ông Trần Anh Kim, người bị ra tòa cùng với ông Lê Thanh Tùng trong cùng vụ án, đi thăm ông này và được thông báo rằng cả hai bị chuyển vào trại số 5 ở Yên Định, Thanh Hóa. Hai tuần sau thì bà Nguyễn Thị Thơm nhận được thư của ông Trần Anh Kim xác nhận về việc chuyển trại như thế. Biện pháp chuyển tù chính trị từ trại gần nhà đến trại xa là một biện pháp được cơ quan chức năng Việt Nam thực hiện lâu nay. Gia đình của những tù nhân chính trị nói họ phải rất vất vả, khó khăn khi đi thăm người thân. Hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng bị tòa sơ thẩm tỉnh Thái Bình vào tháng 12 năm ngoái, tuyên 13 và 12 năm tù giam, cùng với 5 năm và 4 năm quản chế. Cáo buộc đối với hai ông này là âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 97 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Thưa quý vị, em chồng Bộ trưởng Tiến có chân trong VN Pharma. Truyền thông trong nước hôm 31 tháng 8 đồng loạt đăng thông tin ông Hoàng Quốc Dũng, em chồng của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, làm việc tại VN Pharma, công ty đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận vì thuốc chữa bệnh ung thư giả. Khi được báo Tuổi Trẻ hỏi về sự thật có phải em chồng của bà Tiến có làm việc ở công ty VN Pharma không và làm chức vụ gì, ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty này cho biết rằng, ông Dũng làm phó tổng giám đốc phụ trách về xây dựng đầu tư cho công ty vì nghề của ông ấy chuyên về xây dựng từ năm 2013 hoặc 2014. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với bà Tiến để phỏng vấn, nhưng trước đó báo chí Việt Nam đưa tin rằng một người nhà của Bộ trưởng Tiến là một lãnh đạo của VN Pharma, nhưng bà đã phủ nhận điều này. 8 tù nhân vì chống cưỡng chế đất đã được ra tù trước thời hạn. 8 người dân chống cưỡng chế đất tại Thạnh Hóa, tỉnh Long An bị bắt và bị kết án tù vào ngày 31 tháng 8 đã được cho về nhà trước thời hạn 6 tháng. Cựu tù nhân lương tâm Trần Ngọc Anh thuộc phong trào Liên đới Dân Oan, nhóm xã hội dân sự độc lập, gồm những người cho rằng họ bị thu hồi đất đai, tài sản trái pháp luật, cho Đài Á Châu Tự Do biết về số 8 người vừa kể về nhà như sau. 8 người trong phong trào, thứ nhất chị Phùng Thị Ly, Mai Thị Kim Hương, Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Mai Trung Tuấn, Nguyễn Trung Tài, ông Mai Văn Đạt, Mai Văn Phong, Phùng Văn Lê. Còn một người là chưa về. Tất cả trong vụ án ở Long An có 11 người, có 2 người bị án treo. Trong số những người vừa nêu có Nguyễn Mai Trung Tuấn, bị bắt khi 15 tuổi và nay sau mấy năm tù bước sang tuổi 17. Ngoài Nguyễn Mai Trung Tuấn, những cựu tù nhân vừa nêu bị tuyên án tù tại phiên xử sơ thẩm diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm 2015 với cáo buộc chống người thi hành công vụ khi phản ứng lại đoàn cưỡng chế đất đối với gia đình họ. Lý do phản đối là vì giá bồi thường quá rẻ mạt. Nhà máy nhiệt điện tàn phá môi trường tỉnh Quảng Ninh. Hàng triệu tấn tro xỉ của 7 nhà máy nhiệt điện đang đe dọa nghiêm trọng môi trường sống của người dân tỉnh Quảng Ninh, cũng như vùng biển các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Tro xỉ chất thải nhiệt điện than đang là áp lực với Quảng Ninh. Có những nhà máy tại khu vực Đông Triều, Uông Bí giải quyết được một phần bằng việc bán tro xỉ làm nguyên liệu cho các nhà máy gạch không nung. Nhưng lo ngại nhất là hàng triệu tấn tro xỉ chất đóng ở các bãi thải mà chưa có biện pháp xử lý, dẫn đến quá tải như bãi xỉ thải nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hiện có 7 nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất 4.150 MW, chiếm 16% tổng sản lượng điện Việt Nam. Trong đó có 2 nhà máy nằm xa khu dân cư. Theo quy hoạch đến năm 2020, Quảng Ninh sẽ có thêm 2 nhà máy nhiệt điện. Đáng chú ý, hầu hết các nhà máy nhiệt điện than đều nằm ven biển, có nhà máy gần ven bờ Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, gây nguy cơ ô nhiễm biển, nhất là khu vực thành phố Cẩm Phả, nơi có đến 4 nhà máy nhiệt điện than, 1 nhà máy xi măng cùng nhiều bãi thải nhỏ. Máy bay Vietjet hạ cánh khẩn cấp ở Hồng Kông. Một máy bay của hãng Vietjet cất cánh từ Đài Loan vào hôm 30 tháng 8 đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Hồng Kông sau khi xuất hiện đèn cảnh báo trong buồng lái. Trang Focus Taiwan của Đài Loan vừa đưa tin rằng chiếc Vietjet 885 cất cánh từ thành phố Cao Hùng đầu giờ chiều nhưng buộc phải hạ cánh xuống đặc khu thuộc Trung Quốc. Bưu điện Hoa Nam vào buổi sáng của Hồng Kông dẫn lời một phát ngôn viên của cơ quan hàng không dân dụng Hồng Kông nói rằng chiếc Airbus 320 đang ở trong không phận của đặc khu này thì có tín hiệu khói bốc lên từ khoang hành lý và phi công đã yêu cầu được hạ cánh. Báo này đưa tin thêm rằng 14 chiếc xe cứu hỏa, 16 xe cứu thương đã đổ tới phi trường. Nguồn tin cho biết thêm rằng chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn vào lúc 2 giờ 9 phút chiều và không có khói hay hỏa hoạn được phát hiện trên khoang. Sau khi kiểm tra, không phát hiện được bất thường gì và chiếc máy bay tiếp tục hành trình tới Sài Gòn vào đầu giờ tối. Việt Nam bác tin đồn kiểm duyệt đồ diễn của ca sĩ Hoa Kỳ. Sau khi Ariana Grande bất ngờ hủy show diễn được nhiều người mong chờ ở Việt Nam, nhiều tin đồn đã rộ lên rằng siêu sao âm nhạc Hoa Kỳ đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn rút giấy phép vì một số lý do, trong đó có trang phục biểu diễn của Ariana quá sexy. Cục Nghệ thuật biểu diễn sau đó cho biết họ không yêu cầu được kiểm duyệt các trang phục mà Ariana sẽ mặc trên sân khấu, cũng như không rút giấy phép đêm diễn dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 8 tại Sài Gòn. Chỉ vài giờ trước show diễn, Ariana đã bất ngờ hủy bỏ buổi diễn đầu tiên của mình ở Việt Nam. Cô thông báo việc hủy bỏ và xin lỗi khán giả Việt Nam qua một tin nhắn trên Instagram.
cô ca sĩ của bản hit Side to Side nói do vấn đề sức khỏe nên bác sĩ không cho phép cô có buổi diễn đó, nhưng phần đăng tải này đã bị xóa sau 24 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Bền được Tuổi Trẻ trích lời nói những tin đồn này là không có thực. Mặc dù lý do tình trạng sức khỏe kém không thể biểu diễn của Ariana là không thể kiểm chứng được, nhưng ngay sau khi rời Việt Nam, cô đã trình diễn ngay tại Bắc Kinh. Ariana đã đăng tải hình ảnh của mình trong show diễn tại Bắc Kinh trên trang Instagram cá nhân. Người Việt tại đảo Guam trước mối đe dọa từ Kim Jong-un. Thưa quý vị, người Việt tại đảo Guam không lo lắng lắm trước lời đe dọa tấn công của Bắc Triều Tiên và an tâm rằng chính phủ Hoa Kỳ có đủ khả năng bảo vệ cư dân trên đảo. Dù Bắc Hàn liên tục đe dọa tấn công, các cư dân gốc Việt trên hòn đảo được mệnh danh là thiên đường du lịch vẫn bình thản và họ vẫn duy trì cuộc sống thường nhật. Bà Jennifer Adamai Anh, một doanh nhân trong lĩnh vực địa ốc và bất động sản du lịch tại đảo Guam và cũng là đại sứ lưu động của Guam tại Việt Nam cho VOA biết phản ứng của cộng đồng gốc Việt trước các lời đe dọa của Bắc Triều Tiên. Bà nói, có đi thăm hỏi một vài người Việt trong cộng đồng trên đảo Guam, phần đông rất an tâm và không sợ hãi. Dường như người Việt từng trải qua thời gian chiến tranh, họ cũng hiểu biết và không lo lắng nhiều, họ vẫn sống bình thường. Cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng khác trên đảo Guam vẫn làm việc đi học như thường lệ, không có gì quá sợ hãi. Nằm cách thủ đô Washington 19 giờ bay, nhưng chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên khoảng 4 giờ bay. Đảo Guam là lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ gần Bắc Triều Tiên nhất. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.